Thế thì ngôi sao sau khi nó hình thành tiếp theo cái sự sống của chúng như thế nào? Cái mặt trời chúng ta là ngôi sao đã qua giai đoạn hình thành cách đây gần 5 tỷ năm và đang sống khỏe, chưa chưa già, đang ở tuổi trung niên. Đấy, tầm khoảng 4 đến 5 tỷ năm nữa, nếu như theo dự đoán của nhà khoa học, cuối 5 tỷ năm nữa nó sẽ đi vào cái giai đoạn cuối của nó. Không phải là cái ngôi sao nào nó cũng đi vào cùng một cái giai đoạn, cái quá trình tiến hóa nó y như nhau, nó phụ thuộc vào khối lượng ngôi sao. Vì thế nên là để mà tìm hiểu về cái sự tiến hóa ngôi sao thì người ta còn phải nắm được cả về cái phân loại sao nữa. Thì phân loại sao trong vũ trụ thì có rất là nhiều cái cách phân loại, về có cái cách phân loại theo khối lượng, cách phân loại theo quang phổ hay màu sắc, hay thậm chí là theo những cái đặc tính riêng. Ví dụ như có sao là sao biến quang, sao hay là sao đôi, sao ba gì đấy chẳng hạn, thì nó sẽ nhiều cái đặc tính khác nhau. Thì ở đây thì để mô tả liên quan trực tiếp đến cái tiến hóa ngôi sao thì tôi sẽ chỉ nói, và cũng nói rất là qua loa, cũng không thể nói kỹ được. Nói kỹ thì chắc là các bạn nên tham khảo thêm cái tài liệu, trên tài liệu tôi đưa hay là website tôi sẽ gửi link sau. Thì đây chỉ nói qua một chút rất là ngắn gọn thôi về cái phân loại sao theo khối lượng. Thì về cơ bản này, người ta chia sao ra theo khối lượng phải làm hai loại lớn. Đấy, nhất là loại sao khổng lồ. Hai là sao lùn. Đây thì sẽ có nha. Nhiều bạn hơi thắc mắc tại sao lại dịch nó buồn cười, hay là có cái tên buồn cười đấy, thực ra thì cũng bình thường thôi. Chúng ta là, đây là chúng ta dịch, tôi cũng dựa theo cách gọi tên ở các nhà thiên văn Việt Nam thôi. Chúng ta dịch nó cũng theo cái tên nguyên bản. Thế thì sao khổng lồ ấy, người ta gọi là Giant Star. Giant có nghĩa là người khổng lồ. Chúng ta đọc là Doraemon, và hồi xưa cái bản dịch dịch tên theo kiểu cũ, dịch theo kiểu người Việt là nhà xuất bản Kim Đồng tự dịch ấy, thì có cậu là cậu trai em. Trong tôi đọc cái bản mới bây giờ tôi thấy người ta phiên âm là Giant, tức là đấy một cái biệt danh, không phải tên của cậu, đấy là cái biệt danh, tức là lấy từ cái từ Giant này, nó khổng lồ, thằng bé rất là to lớn. Thì còn cái sao lùn thì sao lại gọi là sao lùn? Cái ngôi sao nó hình cầu, nó có cách nó lại có nó cao cái lùn đấy, thì chúng ta cũng dịch từ cái từ thuốc. Thì thực ra thì chúng cái này cũng là một cái khó khăn cho việc dịch của chúng ta thôi. Thực ra cái dwarf này, dwarf nó không không hẳn là người lùn, nó không phải là một cái từ có nghĩa là người lùn, mà nó tên chỉ một cái kiểu cái loại người, một cái chủng tộc người ở trong thần thoại ở châu Âu trước đây. Thì các bạn xem nổi tiếng nhất, nhưng mà nổi tiếng nhất mà các bạn xem Lord of the Rings chẳng hạn, các bạn thấy có rất nhiều là người dwarf ở trong đấy. Thì tất nhiên là những người này thì người ta nhỏ bé, người ta thấp, giỏi nhất là về rèn vũ khí, đánh nhau rất là giỏi, người nhỏ con. Thì sang tiếng Việt chúng ta không biết dịch cái nào cả, chúng ta cứ phải dịch những cái tác phẩm như thế sang tiếng Việt thì đều dịch cái từ này là người lùn hết. Thì sau đấy thì chúng ta khi trong từ điển Anh Việt cũng đều dịch là người lùn, chúng ta đành phải chấp nhận, là tại vì chúng ta không tìm một cách nào dịch hay hơn cả. Thế nên là khi mà cái ngôi sao này gọi là Dwarf Star, là sao lùn, thì mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn. Nghĩa là sau đấy người ta còn phân chia rất nhiều loại nữa, sao lùn thế này, sao lùn thế kia, sao khổng lồ thế này, sao khổng lồ thế kia. Thì cái đó chúng ta cũng sẽ trao đổi sau trong những cái tài liệu khác, hoặc là cuối khóa học có thời gian trao đổi các bạn sau. Thì ở đây thì nói qua như vậy để quay lại với tiến hóa ngôi sao. Thì tiến hóa của ngôi sao nó phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng đấy. Giai đoạn đầu hình thành sao, giờ vẽ theo dạng sơ đồ sao hình thành này. Hình thành từ một cái tinh vân tiền sao Protostar Nebula, tức là một tinh vân tiền sao. Cái giai đoạn đầu tiên, sau cái giai đoạn hình thành này thì ngôi sao tiếp tục tỏa sáng, giai đoạn sống của nó.
cái giai đoạn này thì rất là yên ả. Thì tuy nhiên thì cái giai đoạn này nó sẽ kéo dài được lâu hay không, có sao thọ hay là chết già hay là chết yểu thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái khối lượng của nó. Với các cái sao lùn thì nó có thể sống được hàng tỷ năm, như là mặt trời chúng ta chẳng hạn. Tổng thời gian sống của mặt trời sẽ rơi vào khoảng 10 tỷ năm, nó mới sống được khoảng một nửa cái thời gian đấy thôi, như thế tôi nói. Có những cái sao thậm chí có thể sống được lâu hơn nữa, mấy tỷ năm. Nhưng những cái sao khổng lồ ấy, cái khối lượng nó lớn thì có nghĩa là cái khổng lồ, những sao khối lượng lớn sao lùn rất nhiều, những sao khổng lồ thì cái áp lực hướng vào tâm, tập trận hướng vào tâm ấy cũng lớn hơn rất nhiều, và nó làm cho cái phản ứng nhiệt hạch xảy ra nhanh hơn, nhanh hơn rất nhiều, thì nó sẽ tiêu tốn cái năng lượng, cái nhiên liệu hydro đấy nhanh hơn rất nhiều. Khi nhiên liệu cạn kiệt thì nó sẽ đi vào cái giai đoạn kết thúc. Và những cái ngôi sao rất lớn ấy có thể sống được khoảng 1-2 tỷ năm, hay là lớn hơn nữa vài trăm tỷ năm, vài trăm triệu năm, thậm chí có những sao có thể không được 100 triệu năm. Thế thì nhưng mà dù là sao nào thì giai đoạn kết thúc thì nó sẽ bước sang một cái giai đoạn. Khi bắt đầu giai đoạn kết thúc, giai đoạn này có thể dài hoặc ngắn, dài hay ngắn tùy vào khối lượng. Giai đoạn kết thúc của nó sẽ sang giai đoạn đầu tiên của giai đoạn sao khổng lồ đỏ. Rồi cái giai đoạn này thì dù là sao lùn đi chăng nữa cũng trở thành sao khổng lồ đỏ. Ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà khi mà cái hydro đã cạn kiệt rồi thì nó sẽ không còn đủ cái phản ứng nhiệt hạch, không còn sinh ra được cái năng lượng đủ lớn để chống lực hấp dẫn hướng tâm nữa. Thì khi đó thì cái ngôi sao nó sẽ tiếp tục co lại như cái lúc mà nó mới hình thành, bắt đầu tiếp tục co lại. Nhưng mà khi nó co lại đến cái mức nào đấy, những cái phản ứng kết hợp hạt nhân ở những cái hạt nhân của những nguyên tử cao hơn kết hợp, tức là đầu tiên chúng ta biết này, các hydro nặng kết hợp thành heli, bây giờ thì heli nó sẽ kết hợp với nhau, kết hợp nhau thành những nguyên tố nặng dần lên. Thế những nguyên tố nặng hơn, cái phản ứng đấy nó lại sản sinh ra một cái năng lượng nữa. Cái năng lượng này thì nó được giải phóng rất nhanh hơn trước, vì thế nó không có tác dụng nó làm cho toàn bộ cái ngôi sao chống lại hấp dẫn, mà nó làm cái lõi sao vẫn tiếp tục co lại trong, nhưng mà cái năng lượng giải phóng ra quá nhanh lắm, vượt ra khỏi biên giới cái lõi sao, làm cái lớp vỏ phồng lên, nó phát ra cái ánh sáng rất là yếu, tức là chỉ có bước, chủ yếu là cái bước sóng của ánh sáng đỏ. Đó thì chúng ta sẽ quan sát được nó là một cái ngôi sao, tuy nhiên nó sao thì nó rất là mạnh, nó sao bằng mắt rồi, là những sao khổng lồ đỏ, tức là những ngôi sao rất là lớn, cái lớp vỏ rất lớn và có cái phát ra cái ánh sáng chủ yếu ở cái bước sóng và ánh sáng đỏ. Trong khi đó thì cái lõi sao vẫn co lại. Khi một lõi sao co quá nhanh thì tới một thời điểm nó bùng phát năng lượng, do cái phản ứng diễn ra ở cái cường độ quá lớn, nó bùng phát năng lượng một lần tạo thành một cái vụ nổ, các bạn, vụ nổ supernova. Thế thì supernova ở trong tiếng Việt ấy, thì hay sách hay dịch là sao siêu mới, là siêu tân tinh. Tôi không thích cách đấy vì nó sẽ gây hiểu nhầm lẫn. Nó giống như là một cái ngôi sao mới xuất hiện bầu trời. Không phải như thế. Hồi xưa thì người ta chỉ biết rằng mỗi khi, tại sao người ta gọi như thế, thì hồi xưa thì các nhà thiên văn hồi xưa người ta quan sát thấy rằng thỉnh thoảng có cái ngôi sao lạ xuất hiện, thì người ta chỉ biết gọi là sao mới thôi. Từ nova vốn cũng nghĩa là mới, Latin mới. Vì khi mà thời xưa người ta chỉ thấy một cái ngôi sao mới xuất hiện và ta không hiểu tại sao, ít lâu sau có thể người ta tắt đi, thì ta gọi ra là sao mới, sao siêu mới. Trên thực tế thì nó không phải là sao mới, mà nó là một ngôi sao chết. Thế tức là một cái ông chết rồi để bảo ông là trẻ con sơ sinh à? Tất nhiên là dù giỏi nó không sao cả. Tôi không thích nên tôi cứ gọi là supernova. Thì cái vụ nổ này thì sẽ phá vỡ cái lớp vỏ khổng lồ đỏ này, còn lại cái lõi của nó sẽ tiến tới cái giai đoạn gọi là sao lùn trắng. Tại sao gọi là sao lùn trắng?
Why? Rồi. Tức là khi này nó trở thành một cái thiên thể nguội, nó phát ra ánh sáng rất là nhợt nhạt, phát ra cái bức xạ rất là nhợt nhạt, nó không nhìn thấy bằng mắt thường, kính thiên văn rất mạnh, may ra mới nhìn thấy được những cái sao nổi trắng rất là gần chúng ta, và nếu không thì cũng chỉ phát hiện được qua những cái hiệu ứng hấp dẫn phát xung quanh. Nó mất đi khối lượng rất là nhiều so với vụ nổ này, và bây giờ nó vẫn còn một số cái phản ứng ở bên trong đủ để giữ được, không cho nó co lại tiếp nữa, thì phát ánh sáng rất là yếu. Chứ đối với những cái sao lùn như mặt trời thì nó sẽ dừng ở mức này, và sau này khi phải tắt hẳn đi nó lại chết. Thì đôi khi người ta gọi là cái chết của nó là sao lùn đen, là không cần thiết, để nó trở thành gần như là một cái khối vật chất không còn tạo ra bất cứ một cái phản ứng gì nữa cả, khi nó tắt hoàn toàn để bỏ qua nó. Đấy là đối với những như mặt trời, sao lùn như mặt trời sẽ dừng ở mức này. Trong khi đó thì những sao có khối lượng lớn hơn ở mức, những sao mà cái loại là khối lượng lớn hơn mặt trời ít nhất là 1,5 lần mặt khối lượng của mặt trời, thiên văn là hay ký hiệu khối lượng mặt trời là M0, khối lượng của mặt trời lớn hơn hoặc bằng, thì những cái loại sao nào có khối lượng tối thiểu như thế này thì khi đó cái lực hấp dẫn hướng tâm của nó quá lớn, vì khối lượng nó lớn rồi, thì lực hấp dẫn nó lớn lớn đến mức là nó không có cách nào mà chống lại được cái lực hấp dẫn đấy, nó dẫn đến một cái tình trạng nó gọi là cái sự gọi là sự sụp đổ vật chất. Chúng ta đã biết rằng cái cấu tạo của các cái nguyên tử, cái hạt nhân gồm có neutron và proton, và có một đối với nguyên tử là có cái lớp vỏ neutron chuyển động xung quanh nữa. Thế là những cái sao lùn trắng này là nó không phải chỉ còn là khí nữa rồi, mà nó đã kết hợp với rất nhiều nguyên tố nặng sau cái giai đoạn rất là dài rồi. Thì nhưng mà ở cái trường hợp này thì cái lực hấp dẫn hướng tâm nó quá lớn nên nó còn vượt xa cái mức đấy nữa. Thì sau khi nó thành những thứ rất là nặng rồi nhưng nó vẫn chưa được bung tha, được ép, vẫn tiếp tục ép vào, nó ép mạnh tới mức nó ấn, nó ném những cái electron. Khi đấy khi nói cái khoảng nhiên hạch tôi đã nói rằng electron và proton kết hợp để tạo thành được một cái neutron. Thế thì cái lực hấp dẫn lớn đến mức nó ném cái, nó ấn cái electron vào proton tạo thành neutron. Và toàn bộ ngôi sao trở thành một cái khối toàn neutron, rồi người ta gọi là những cái sao neutron. Sao neutron là những cái vật, những cái thiên thể lớn, vật chất thì nó toàn là neutron. Và người ta trong sách hay ví von rằng ấy là một cái thìa cà phê, xúc một cái thìa cà phê vật chất trên sao neutron sẽ nặng như một cái quả núi trên trái đất. Thì bởi vì sao, người ta biết rằng là cơ thể chúng ta, tất cả mọi thứ chúng ta thấy hàng ngày được tạo thành từ những cái nguyên tử. Cái nguyên tử đấy ấy, thì thực ra cái hạt nhân nó rất là bé, nhưng mà cái lớp vỏ nguyên tử thì lớn hơn hạt nhân rất nhiều lần. Lớp vỏ nguyên tử tạo thành từ electron, electron rất là nhẹ, nên là cái thể tích của nguyên tử rất lớn. Gọi cho cái hạt nhân thì tuy nó rất nặng nhưng nó nhỏ như vậy, nên tính về khối lượng riêng thì rất là nhỏ. Thì tuy nhiên là khi mà cái vật chất nó không còn cái lớp vỏ nguyên tử ấy nữa, nó chỉ còn là các cái electron, các cái neutron, nó cứ xếp liên tiếp vào nhau thì không còn cái khoảng trống giữa chúng nữa, thì cái khối lượng riêng của nó rất là khủng khiếp. À, vì cái khối lượng riêng rất khủng khiếp như vậy, tức là kích thước rất là nhỏ nhưng mà khối lượng lại lớn, thì chỉ cần như là khi có cái sự chênh lệch về lực hấp dẫn, hai cái phần vỏ bất kỳ của cái tạo ra cái sự quay của thiên thể đấy. Thì cái sự, ta biết rằng là cái sao neutron nó quay rất là nhanh, vũ trụ ở đây là cái thiên thể quay rất là nhanh, có thể quay hàng nghìn vòng mỗi phút, giống như một cái máy cạo râu vải xịn này, các bạn có thể ngồi kia, mà đấy là cả một cái ngôi sao khổng lồ nó quay như vậy. Thì vì thế, vì cái tốc độ quay đó, nó phát xạ ra một cái xung điện từ rất mạnh, nên khi người ta mới quan sát được cái thiên thể này, rồi quan sát được người ta thu được cái xung điện từ này, thì cái nhà thiên văn hồi xưa người ta đã cái đấy mấy chục năm đã gọi nó là cái pulsar trong tiếng Việt, thì hay dịch là cái sao xung. Pulsar xuất phát từ cái từ pulse tiếng Anh, các bạn đã biết. Thế thì ngày nay thì cũng chả mấy khi người ta dùng cái từ này nữa, chỉ để đấy thôi, thỉnh thoảng một số cái văn cảnh người ta dùng để cho, ví dụ như nói về sao lơ đông lại nhại cái từ này nhiều quá, nó hơi mất văn vẻ nhỉ, kết hợp cái pulsar cho vui, nhưng mà trong những văn bản chính thống bây giờ không dùng được từ pulsar nữa, sao lơ đông.
Thế thì đây sẽ là giai đoạn kết thúc tạm thời của những ngôi sao ở khối lượng cỡ cỡ như thế này. Nhưng nếu nó lớn quá thì sao? Với những cái sao mà lớn hơn nữa, nó không phải chỉ là tức là lớn hơn khoảng 4 lần. Thì đối với những cái loại sao có lượng lớn đến cái mức như thế thì sau khi nó thành sao neutron rồi, tức là cái lực ép nó mạnh tới cái mức nó làm cho những electron bị đẩy ấn vào trong proton và thành neutron rồi, khủng khiếp tới mức đó rồi. Nhưng nó vẫn chưa được tha bởi vì là nó quá mạnh, nó gây ra một cái vụ gọi là suy sụp rất là lớn, nó làm cho toàn bộ cái khối từ cái sao neutron này nó sẽ suy sụp ở bên trong, và trong cái tâm của nó sẽ ném toàn bộ vật chất vào một cái vùng không gian và uốn cong cái không gian và thời gian xung quanh nó đi thành một cái vùng không gian không phát ra một cái bức xạ gì cả, và có cái tức là nó uốn cong không gian và thời gian đến cái mức là nếu như kể cả là ánh sáng ta biết rằng có vận tốc là lớn nhất trong vũ trụ thì đã được chứng minh, kể cả ánh sáng nếu mà bay lọt vào trong vùng không gian đấy sẽ không thể thoát ra được nữa, đấy là gọi là lỗ đen. Đó là đối với trường hợp của cái ngôi sao sau khi chết đi có cái lõi là khối lượng lớn như thế này. Thì bản thân lỗ đen thì nó là một cái đối tượng ra là rất là khó quan sát và nó không phát ra ánh sáng, nhưng mà nó cũng rất là được chú ý vì có lẽ nó có nhiều khá là nhiều cái bí ẩn nó liên quan cả đến cái câu chuyện là viễn tưởng. Chúng ta xem phim chuyện rất hay đưa cái khái niệm này vào liên quan đến những cái sự dịch chuyển trong không gian thời gian gì đó, có rất nhiều cái điều bí ẩn xung quanh nó nữa. Thì những cái đó thì ta sẽ trao đổi thêm sau. Bây giờ các bạn nào các bạn vừa theo dõi một phần trong bài giảng của tôi ở trong khóa học Thiên Văn của Hội Trang học trẻ Việt Nam tổ chức năm 2014. Bài giảng vừa rồi nói về sự hình thành tiến hóa của một ngôi sao, phân loại của ngôi sao trong vũ trụ, và tất nhiên còn rất là nhiều ý khác. Rất tiếc là trong phạm vi có thể của mình thì tôi không có điều kiện đi tập của bài giảng này. Để tìm hiểu thêm về những phần khác của bài giảng, ví dụ như là tương lai của chúng ta khi mà mặt trời chúng ta tắt nó sẽ như thế nào, sự sống trái đất sẽ đi về đâu khi điều đó xảy ra, những cái lỗ đen trong vũ trụ có vai trò như thế nào, ngoài lỗ đen ra còn những cái lỗ trắng như đường hầm thông giữa chúng, tất cả những cái đó nó có tính chất gì, có những cái điều gì mà chúng ta còn chưa nắm rõ, những khả năng viễn tưởng người ta hay tưởng tượng vào trong những cái tác phẩm điện ảnh, câu chuyện, những thứ đó ngày nào đó liệu có thể xảy ra hay không. Thì tất cả những cái ý như thế hy vọng rằng có dịp được trao đổi với tất cả các bạn ở một khóa học chúng tôi tổ chức, thì các bạn cũng có thể tìm hiểu sơ qua những ý đó qua việc và tham khảo những cái bài viết theo địa chỉ mà tôi cho ngay phía dưới của video này, hoặc là vào website của Hội Trang học trẻ Việt Nam, cái địa chỉ này. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo. Cảm ơn.